Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch Hòa Thượng. Bấy lâu, đạo tràng đi qua, chúng con nghe danh đức của Hòa Thượng, nhưng chúng con chưa có dịp để bái kiến. Hôm nay, đầy đủ duyên lành, chúng con được lòng từ bi vô lượng của Hòa Thượng chiếu cố đạo tràng miền quê hẻo lánh, kiêm sống về ngày tài sau phước bẩm, chưa từng được chiêm ngưỡng tôn dung của các bậc tôn túc. Hôm nay thể theo lời yêu cầu của chúng con, Hòa Thượng không quản ngại đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan, chúng đích quan tâm đến đạo tràng đây để ban những lời pháp nhủ để chúng con làm hành trang trên bước đường kiếm tánh thành Phật. Vệ và đàn tràng đã thiết lập, ni chúng đã dân tập, chúng con xin đi đầu đảnh lễ Hòa Thượng bất từ bì nguyện ban những lời pháp nhủ cho chúng con cùng ni chúng và Phật tử được ân kim công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc có những cái thắc mắc hỏi thì cũng chưa có, bởi vì chưa có được nghe lời pháp nhủ của Hòa Thượng. Do đó thì con xin cung thỉnh Hòa Thượng là nói dạy làm sao cho chư ni cũng như quý Phật tử đây sống trong cái lao động hàng ngày mà mình phải làm như thế nào để mình quán khỏi đầu, theo như pháp môn của Tổ sư Thiền đó là quán khỏi đầu, hay là lấy một cái câu niệm Phật để trong khi mình đi đứng nằm ngồi mình cũng được có một cái chánh niệm trong đó. Cũng như là thiền cũng nói là thành trụ tọa họa đều là thiền, thì chứ còn chúng con cũng chưa đủ phước duyên để mà theo các cái thiền thất của Hòa Thượng đã tổ chức ra, thì do đó chúng con cũng chưa có một cái sự thực hành. Thì trên cái có thực hành giống như có đi thì mới có cái gặp ngay trong thắc mắc, mà chúng con cũng chưa có được cái đủ duyên đó. Cho đó thì nếu mà để có đặt câu hỏi nhưng ở các cái thiền thất vừa rồi thì chắc thì chúng con ở đây cũng chưa có cái khả năng đó. Không phải như vậy nha. Cũng như là quý vị không phải là mới học tu lại nha, cũng đã công việc cũng đã ra tu nhiều năm rồi đó nha. Thì mỗi người đều có cái pháp môn của mình tu á. Thì đối với cái pháp môn của mình tu nó có cái thắc mắc gì đó thì cũng về ra hỏi á, hoặc là tôi có cái sức gì đó để giúp cho mà tu cho nó đúng hay là tu cho nó có hiệu quả hơn á, chứ không phải là tôi tu Tổ sư Thiền, Hoàng Dương Tổ sư Thiền rồi đi tới đâu á cũng bắt buộc người ta phải tu theo cái Tổ sư Thiền tôi mà Hoàng Dương đó. Với thì mỗi người đó là có cái căn cơ khác biệt, cho nên Phật mới có cái 84.000 pháp môn tùy theo mà cái sự thích ứng của chúng sanh á, chọn lựa cái nào là thích hợp để tu á thì tu. Thì quý vị mở lai đó thì cũng không phải là mới lại, cũng là đã lâu rồi đó, thì phải có cái gì tu đó nha. Thì cái pháp môn tu của mình nó có cái gì thắc mắc á thì cũng hỏi được đó, chứ không phải là tu cái Tổ sư Thiền thôi. Còn cái Tổ sư Thiền đó thì nếu mà người ta mà muốn tu á thì tôi là tặng mỗi người một cuốn á cái đường lối thực hành Tổ sư Thiền rồi tự mình coi rồi đó, chỗ nào mà còn có không hiểu á thì
có dịp mà đến hỏi anh nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa thượng, Hòa thượng cho phép thì con cũng có một cái thắc mắc, con xin kính trình lên sư phụ. Là vừa rồi con cũng có nghe giảng cơ thiền thất, thì con nghe có một vị sư cô để hỏi về cái việc mà của đi chúng. Thì theo hiển kiến của con á, thì con nghĩ rằng như Hòa thượng là một bậc đã thông kinh luật, do đó Hòa thượng đã thông luật rồi, cho nên không có cần câu nệ trên cái hình tướng, tức là không có phải cần xuất gia hay là không xuất gia, tức là trên cái thể tánh là bình đẳng. Nhưng con thiết nghĩ rằng chúng sanh còn lưu bố phiền não như Hòa thượng đã dạy, vì do đó cái tập khí nhiều đời, trước nhất thì phải có một cái nội quy hay là một cái giới luật học để cho quý vị đó biết được. Để chẳng hạn như Hòa thượng thì đã thông thái rồi, nói luật đến đâu Hòa thượng cũng biết. Con thấy theo con rất buồn là cái vừa rồi là cái số đi chúng là cũng chưa biết được cái giới luật, cũng như bên tăng thì có tứ ba la di, bên ni thì có bát ba la di, mà có khả hối và bất khả hối, tức là tứ trọng ban đầu là bất khả hối, còn tứ trọng sau là xuất kỳ phú tỳ, là khả hối, tức là những cái người mà có cái tâm tha thiết không muốn bỏ pháp phục, thì Phật có ra thành 36 diện. Nhưng mà thấy rằng mình cái giới luật không biết thì mình đã làm sai luật, tức là đã sai lời Phật dạy. Do đó theo con thiết nghĩ thì trước nhất là chắc ni chúng phải bên tâm không giống đại đạt, nhưng mà bên ni là chắc cũng phải có cái nội quy hay là phải thông thái. Như Ngài Tổ Huệ Năng thì Ngài đã được thị hiện là siêu xuất rồi. Khi mà Ngài chứng bị được ngũ tổ ứng chứng xong 15 năm sau mới đăng đàn thọ của tục giới. Mặc dầu Ngài không thọ mà Ngài đã giữ, tức là Ngài đã khiến tánh, Ngài đã làm đúng lời Phật dạy. Thì như cái hàng như giới của chúng con, nghiệp trước nhiều đời, thì con thiết nghĩ rằng phải trước nhất là phải học luật, rồi sau đó đó thì muốn tu pháp môn nào là mình không có gì vượt cái ngoài cái tương tỏa của cái giới luật. Chẳng hạn như bây giờ trên ngoài đời đây cũng còn cái luật pháp, mình đi xe phải có luật đi đường, mà cái người tu mình không biết luật rồi theo trong kinh Phật quở đó là miệng thì nói không mà hành vi trong có, tức là nó chỉ kiến tánh là được bác bỏ hết không hết, nhưng mà trong khi chạm vô xúc cảnh lại không được không. Thì con cũng có xin cái thiện kiến đề đạt trong Hòa thượng, Hòa thượng từ bi quan hỷ dạy cho con. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái của cô vừa nói đó thì là thuộc về cái giáo lý của giáo môn đó. Còn cái tôi mà hoàng dương cái tổ sư thiền đó là chỉ ngay cái bản tâm đó, tức là cái bản thực chỉ nhân tâm tiến tánh Phật đó, chỉ ngay cái tâm của mình đã là Phật, chỉ cần mà phát triển. Thì theo cái thực tế đó, theo cái thực tế của tất cả Phật tử đã hiểu biết á, thì nói là mọi chúng sanh đều có Phật tánh á, là lời của Phật Thích Ca nói, ai cũng tin á. Cái tên Phật tánh á thì không có thể giảm bớt và không có thể gián đoạn. Tại có thể giảm bớt á, thì có thể hoại, có thể gián đoạn thì có thể mà hoại sanh diệt. Nếu mà Phật tánh còn sanh diệt, tức là còn luân hồi đó, nếu mà Phật tánh còn có luân hồi á, thì thành Phật cũng vô ích. Thì nếu mà là tên Phật tánh không có thể giảm bớt á, thì cái năng lực á, thần thông trí huệ ở trong Phật tánh đã lại đủ,
bạn như Phật Thích Ca không có kém hơn Phật Thích Ca, tại sao vậy? Tại không có thể giảm bớt. Gián đoạn vậy, nhưng mà Phật tánh không có thể gián đoạn á, thì bây giờ á mình cũng lăn lộn thật. Nhưng mà tại sao mình cho mình là chúng sanh, cho mình là nghiệp chướng nặng, cho mình là ngu si? À, cái đó là cũng là do cái mình á tự vọng tưởng phân biệt, à, cho là dễ, nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Cái trí huệ của mình cũng theo cái nghiệp của mình ha. Con người là có cái bộ óc đó, cái bộ óc á cấu tạo tinh vi đó. Nhà khoa học á phải căn cứ cái bộ óc của con người nó mới phát minh được cái máy giải toán ha. Và cái định máy giải toán nó dùng ra đó rất là kỳ diệu ha. Cũng như tôi nói ở ở Mỹ đó ha, tôi bỏ tiền vô trong cái máy á, máy của ngân hàng á ha, thì á nó lập tức cho cái đơn nhận cho tôi ha, đó là giờ phút này nè tôi bỏ vô bao nhiêu, cộng với cái trước là bao nhiêu ha. Rồi á tôi mới ở lại á mới bỏ vô ha, thì á ngày mai tôi đi Hà Nội hay là đi Huế thì cũng ở trong máy nó giúp cái tiền của tôi được ha. Mà ở Lào đó nó cũng là biết đó, cái tiền của tôi ở ngân hàng bao nhiêu ha. Nếu mà tiền tôi 200 mà tôi muốn giúp 220 không có được. Nó biết là tôi cái số tiền của tôi ha. Mà cái năng lực đó ha, cái óc mình á bây giờ á nó là bắt chước cái óc của mình mà làm ra. Bây giờ cái óc của mình làm không được nhưng mà cái máy thì làm được. Tại sao vậy? Tại á cái máy á chỉ là đem cái bộ phận mà làm việc đó ha, đem dắp lại thành cái máy, mà nó không có suy nghĩ, không có vọng tưởng. Còn mình á cũng có cái máy đó, mà tại mình có vọng tưởng, cho nên nó cái dụng nó không có thể dạng ra, không bằng cái máy. Cho nên những người có tu đó, dập bớt cái vọng tưởng á, thì cái dụng nó hơn cái máy. Thì chứng tỏ cái dụng của mình nó lại lũ á, tất cả lã sản, chỉ là do cái vọng tưởng phân biệt của mình thì khớp thành ra nó hiện ra dụng không được, chứ không phải là mình không có. Còn nói là nghiệp chướng phiền não á, cũng như ở Mỹ có một ông kỹ sư á, cũng là Phật tử thân thiện á, nói tôi là tôi nghiệp chướng phiền não nhiều quá, thầy dạy tôi làm sao mà bớt cái nghiệp chướng này ha. Tôi nói đó, cái nghiệp chướng của ông á ông nói cái nghiệp chướng đó là cái nghiệp chướng của ông ha. Nếu mà nghiệp chướng là thiệt của ông á thì ông phải biết á cái nghiệp chướng của ông sanh khởi từ chỗ nào. Bây giờ nói cho tôi biết á, để tôi mới làm sao mà từ nghiệp chướng cho ông được á. Suy nghĩ hoài nó không ra. Nói vậy á, cái nghiệp chướng của ông còn không biết mà sanh khởi từ chỗ nào, thì chứng tỏ là không phải là nghiệp chướng của ông. Bây giờ chúng nó chọn biết đó,
cái nghiệp trước của ông là cũng là do cái tâm của ông tạo đó, mà coi là nhất thiết chưa tâm tạo, bây giờ toàn nào buổi chiều cũng có tổng các bài để mà nghiệp nhân dục điều chi tâm thế nhất thiết phật tâm quan pháp như ta đã nhất thiết như tâm tạo đó. Cái tâm á của ông đó nó đang suy nghĩ, làm gì nhau, nhưng mà cái nghiệp chướng phiền não đó chỉ là cái sở suy nghĩ của cái tâm ông, còn cái tâm ông là năng suy nghĩ đó, không có nghiệp chướng. Nhưng mà tại cái tâm thì không có hình thức, không có số lượng, mình đối với cái chữ tâm chỉ là cái khái niệm à thôi á, thì rất khó hiểu. Cho nên tôi phải dùng cái có hình tướng đó, cũng như hai chân đó à. Tôi nói đó, hai chân đó là của ông, hai chân là năng ly nha, cũng như cái tâm á, năng suy nghĩ vậy đó nha. Còn á, cái con đường có gai gốc bất xình là cái sở ly của hai chân, cũng như mà cái nghiệp chướng phiền não là cái sở suy nghĩ của tâm ông. Thì hai chân đó, năng ly đó mới là của ông, còn cái con đường đó, sở ly đó, sở ly của hai chân đó có gai gốc bất xình đâu phải là của ông đâu. Là tại hai chân của ông muốn ham ly cái con đường đó mới bị chính cái gai gốc bất xình. Nếu mà hai chân của ông không ly cái con đường đó đó thì làm sao mà có gai gốc bất sinh nha. Vậy á, cái gai gốc bất sinh, cái con đường đó đó, bây giờ đó bất sinh tôi hay là dư bao nhiêu đó, khỏi cần biết tôi, khỏi cần mà kêu tôi đi mà rửa nó, rửa sạch nó, à quét sạch nó, khỏi cần mà, chỉ cần mà mình cái hai chân mình đừng có đi cái con đường đó à, hoặc là chỉ cái con đường ha, để cho mình đi, không có gai gốc bất sinh bạc phản mình đi à, tại sao mà cứ ham đi cái đường đó. Nếu mà không có đi cái đường đó thì đâu có mà bị chứng bất sinh đâu à. Tại cái tâm năng suy nghĩ đó, nó ham suy nghĩ, mà ham suy nghĩ những cái mà nghiệp chướng phiền não tự làm dê tự chối, cũng như mà kinh Lăng Nghiêm đó nói tự tâm đó. Cũng như mà kinh Lăng Già đó, tôi mới lăng dịch nè à, cũng như con tạm đó, tự ngã tư á, để mà tự trôi mình, trôi người ta à. Thì á, chính là cái tâm mình tự trôi buộc mình à. Chứ không phải là cái tâm này nó không có cái năng lực đó, không có cái trí huệ đó. Nhưng mà bây giờ á, thì cũng như kinh Pháp Hoa á, có một cái thí dụ là cái con nhà nghèo đó đi ăn xin cắt ngòi, không nói là tự cho là không có cha mẹ, nhưng mà sự thực thì có cha mẹ mà cha là nhà giàu sang đó, mà chữ giá giàu sang, gia tài thì quá nhiều lắm, mà có cái con chuột mà từ nhỏ mất tích, thì sau này á kêu người ta đi tìm khắp nơi tìm được, thì kêu nó về lại mà tiếp thụ cái tài sản của cha. Nhưng mà nó không chịu nhìn nhận, nó tôi là không có cha mẹ, tôi đâu có ấy, tôi là từ hồi nhỏ nhờ tôi mắc mới bắt đi ăn xin á. Rồi á, những người mà cha sai đi kiếm đó, nó không vừa bắt nó vừa, tôi không có tội mà cha sao bắt tôi. Nó có về, nó cũng không chịu nhìn nhận, thì cha nó không có cách nào đấy, thôi thả nó đi đi. Rồi mới hết phương tiện
nó mới kêu người ta đi hỏi hỏi nó tại sao bây giờ á ở ngoài ăn xin đó có thấy sung sướng không? Không có mà ha. Bây giờ á có đủ ăn không? Cũng không có, là có khi xin được thì ăn no, xin không được thì đói ha. Nói bây giờ á thôi đừng có đi xin đi, đi làm việc cho cái ông tức là ông cha đó ha, cha cha dục của nó liền ha, nhưng mà đi không nhìn nhận ha. Nhưng mà bây giờ á mới nghĩ làm con, nói tôi không biết làm cái gì, nói cái gì á không làm mà biết mà giữ cầu tiêu đỏ phản không. Cái việc này thì làm lao được ai cũng làm được á, nó làm được ha. Thì mới đi mà hốc phản ha. Mà trai á mới cũng như mà mặc đồ thường á, thân cận giúp nó. Rồi á sau 20 năm sau á nó quen thuộc rồi đó, ta mối mọi tất cả bà con bạn bè ha, tuyên bố là cái con cái thằng này đó là con của chúng tôi, là mất hết từ nhỏ, bây giờ á tôi đã kiếm được á, bây giờ tất cả tài sản của tôi á đã chuyển cho cái đứa con này. Lúc đó thì mới chịu nhận, mà chịu nhận á, nếu mà 20 năm trước chịu nhận á thì lâu cầm mà chịu khổ á, đi hấp phản thêm 20 năm nữa. Rồi á có một cái á, thì là cũng đi ăn xin các nồi, mà ở trong áo đó có cái hạt trâu như ý mà chẳng tự biết, cứ cho mình là nghèo mà phải đi ăn xin. Rồi á có người chỉ đó em ở trong áo của người có hạt châu sao không đem ra xài. Thì muốn biết mà mình đã có sẵn có thì vào sang đèn, bởi vậy như ý là mình muốn cái gì cũng được hết. Thì đâu có cần đi ăn xin nữa. Cái hạt châu như ý tức là cái Phật tánh của mình đủ thứ cái gì cũng sẵn có đó, trí huệ thần thông biến hóa năng lực đầy đủ hết. Nhưng mà tại mình không biết và không nhìn nhận. Thì cái thí dụ là cha giàu sang đó là cũng là cái tự tánh Phật, tức là của mình sẵn có đó. Bây giờ á các Phật học dạng giáo môn không phải như cái giáo môn hồi xưa á. Giáo môn hồi xưa thì cũng như tổng kinh á ha, cũng là một môn tu á, là tùy duyên quán tưởng, tức là tụng tới chỗ nào thì quán tưởng tới chỗ đó. Đức tụng kinh cũng là lăng tu đó. Thì cái kinh á nói cái gì đó phải biết ha. Mà cái biết đó không phải là biết cái mặt chữ hay là biết cái nghĩa của cái chữ đó thôi ha. Là biết cái ý của Phật tại sao mà nói như vậy ha. Nhưng mà bây giờ á người học đó học kinh thì nghĩ cái kinh cũng như bây giờ Bát Nhã Tâm Kinh nè. Các chùa mỗi ngày đều có tụng mấy lần, cũng như Bát Nhã Tâm Kinh nói vô minh, không có vô minh, vô lão à giật vô minh tịnh là không có vô minh hết, vô minh hết là cũng như thành Phật, vô lão tử là không có sanh tử, giật vô lão tử tịnh tức là không có lão tử hết mà hết bạc, tức là sanh tử á. Nhưng mà những người mà
độc tọng đó, dưỡng là chắc cái vô minh, dưỡng là chắc cái sinh tử. Thì vô cái tâm chắc đó tự trói buộc. Thành ra tu hoài đó không có thể giải thoát đó. Mà chỉ là buộc thêm à, cũng như mà chư Phật sư tổ á có thí dụ á cái dây trói á à, chỉ là thay đổi cái dây trói cái dây trói bằng cái sợi dây đắt ha à. Thì tôi nói cho đại rồi à. Nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, đang xuống một xứ vợ đẻ cô khô. Nhưng mà thưa hòa thượng, trước cái xe lão bình tử, rồi sống ăn mặc ở dù lao động nước tương. Bây giờ em nói con tắc ha, rồi con tắc thì vậy con tắc vậy vậy là cho hết khổ, giá là sao hòa thượng hết khổ. Bây giờ đó tôi hỏi cái khổ của ông đó, cái khổ của ông đó. Thưa hòa thượng, thì sống ăn mặc ở tranh đấu để mà có không tôi được. Hỏi dạ, khổ, đặt cái nấy tôi hỏi dạ. Cái khổ của ông dạ. Là ở chỗ nào dạ sao lão bình tử sao lão bình tử mà là quá khổ. Thì tôi nói là thật là nói nè, không có sanh không có già chết mà dạ. Làm sao có sanh tử, không có vô minh thì không có chúng sinh tạo khổ á yeah. À, thì cái là lời của Phật mà chắc ông cũng có tụng Bát Nhã Tâm Kinh á yeah. À, sao lời của Phật mà ông không tin thế yeah. Mà tôi thấy như một cái thân mình đến rồi quấy già con tới bởi vậy ừ. Thì á cái lời của Phật là muốn giải quyết cái sanh già bệnh chết của mình yeah. À, Phật mới nói như vậy là nói cái căn bản à, để mình á chúng là không có cái sanh già bệnh chết để mình giải quyết á, cái nó mới gọt cái không cái tơ ra rồi tự mình buộc mình, thì đừng có nhả cái tơ ra để buộc mình thì là nó có cái khổ lắm phải không? Cái nó cho nên Phật mới thương xót á, à, mới nói là chúng là không có khổ, là tại mình chấp mới thành khổ á. Nói cái có khổ là tại á, những người mà nó không chịu tin Phật mới bắt đắc dĩ á, tùy thuận cái chúng sanh đó cũng như mà cái tiểu thừa á, tới chừng nó chứng quả a la hán rồi mới kêu nó bỏ. Ê, không phải bỏ cái a la hán rồi tiến lên đại thừa đi à, nó không chịu bỏ thì Phật nói là yêu nha đại chúng cũng như học loa trai nó không có làm giống được. Thì ví dụ ông nói khổ á, là cái khổ là cái gì? Cái khổ ở lao, cái khổ đó sanh khởi từ chỗ nào? Thì ông phải biết á, thì cũng như kinh thí dụ á, có cái bọn cốt á, nó làm loạn á, mình muốn dẹp trừ nó, mình phải biết nó ở lao, là nó tại sao mà nó làm loạn? Nó từ chỗ nào mà ấy mình phải biết rồi mình mới đem mình đi dẹp trừ nó được. À, thì bây giờ tôi hỏi cái khổ của ông ở đâu mà nó sanh khởi từ chỗ nào mà ông phải biết chứ à, biết ở chỗ nào thưa bà thử ví dụ bây giờ thần chứ nó một ví dụ nói ngay đi đừng có ví dụ nữa chỗ tới sạch nhà à, cũng như là các bác ở đây nè à, cái mà cái mai nè ở đây nè cái bình ở đây mình cứ chỉ ngay được không khỏi cần thí dụ nữa đừng có nói chạy vòng mà thời gian nó rất là ít mà xong rồi ở mình đi tranh đấu mình kiếm nào ở rồi khó khăn cái tranh đấu đó là mình ra sức để làm việc nó phải là khổ phải không? Cũng như mà mình muốn ăn thì mình phải trồng lúa
mình muốn mặc thì phải mà dịch giải. Cái tranh đấu đó là để mà mình dùng mà nó phải là khổ. Mọi mỹ rồi lấy cái làm giặc cho là khổ, về mà ngồi đó để mà trời giúp xuống cho ăn sao? Dạ Hòa Thượng xin đi giết thêm con là theo như bên Công giáo thì Chúa nói đừng có nói cái gì khác á, tôi nói cái khổ nè, cái khổ của ông không chịu nói mà nói cái Công giáo cái mà đạo khác. Cái khổ lao cái thì vừa quá cái nó giống là không có giả chết mà thì á chưa cái giả chết mới khổ. Bây giờ Phật đã nói là giống là không có mà không có cái sanh tử thì khổ quá. Từ đâu mà sanh ra được, phải không? Cái này là cái
chỗ bán phân viên của huyện. Rồi khi mở lớp học xong đó là ta. Dạ, rồi bây giờ chưa có điều kiện, từ từ thì con sẽ bắt ra điện luôn. Tại vì cái này là cái chỗ chứa phân viên của người ta bán. Dạ, để rải ruộng đó, rồi khi đó rồi trên huyện đó người ta cho cái nhà này cho mình để mình làm lớp học vô đó. Chưa có hiểu rõ hoặc là
tôi di Phật Pháp á, có chỗ nào mà hoài nghi, có thắc mắc gì thì để ra hỏi á, thì tôi xin mà giải đáp. Tôi nói cái vọng tưởng đó là cái gì? Là cái tư tưởng chân thật đó. Kêu bằng có sở trụ đó. Cũng như mà cái con ăn của Lục Tổ ha, nghe Ngũ Tổ giảng cái kinh Kim Cang, giảng tôi mà ưng do sở trụ như sanh khi ta nó cũng được khổ đạo. Nên Lục Tổ nói đó, cái bản thể của Phật tánh đó, cái gốc là vô trụ. Cho nên ở trong Pháp Bảo Lạc là lấy vô trụ làm gốc. Ở trong kinh Duy Ma Cạc đó là từ gốc vô trụ lập tất cả pháp, tức là tất cả pháp á là cái dụng của tự tánh. Nhưng mà phải có cái vô trụ đó, không có trụ chỗ nào đó thì mới phát huy cái dụng được. Cũng như cái cánh tay của tôi nè, bây giờ tôi thí dụ đó, cánh tay của tôi là Phật tánh, nó vô lượng vô biên, cái dụng đó vô lượng vô biên, cái bằng hoặc bát chẳng năng, muốn lấy cái tách này cũng được, muốn lấy cái bình này cũng được, muốn lấy cái khăn này cũng được, lấy cái đồng hồ này cũng được, lấy cái gì cũng được hết. Nếu mà có sở trụ á thì cái dụng nó bị tính nát. Cũng như bây giờ á, tôi trụ cái khăn này thì cái dụng hoặc bát vạn năng của Phật tánh đã bị đánh mất rồi. Bây giờ muốn lấy cái tắc không được, lấy cái bình không được, lấy cái đồng hồ không được. Thì cái trụ đó là cái tâm chấp của mình. Bây giờ Phật là chỉ dùng tất cả phương tiện á để phá cái chấp của mình. Cũng như tôi dạy cái Phật tử thanh thiền á, là dùng cái nghi định làm cái chổi automatic để mà quét cho nó ra, thì nó khôi phục á cái hoạt bát nhận năng trở lại. Cũng bây giờ cũng lấy cái gì cũng được hết. Nhưng mà cái khăn này đó thuộc về cái pháp có. Bây giờ chủ nó không, tức là ở trong này không có gì hết, mà cũng làm mất cái dụng của Phật tánh. Bây giờ muốn lấy cái tánh không được, lấy đồng hồ không được, lấy bình không được, lấy thang không được. Cho nên cái không này đó cũng phải quen, nó mới khôi phục cái dụng bản lai của Phật tánh đó. Nó giống là hoạt bát vạn năng. Thì bây giờ á, nhà khoa học căn cứ cái hiện hữu đó là sẵn có đó, các cấu tạo tinh vi của bộ óc, làm ra mấy loại điện toán, rất là dụng, rất là kỳ diệu, rất là hay. Mà nhà khoa học bây giờ đó chỉ biết được chút đỉnh về cái bộ óc của con người thôi. Có thể nói là chỉ biết được một thằng chịu, nhiều cái còn chưa biết. Cho nên máy lạng toán cũng làm tiến bộ. Nhà khoa học biết được thêm một chút thì máy lạng toán nó tiến bộ nhiều. Cũng nghe mà bây giờ cái máy quay phim ha, thì quay ở ngoài cảnh ha. Mà bây giờ á, nó có thể quay cái tế bào ngũ tạng lục phủ ở trong cơ thể mình cũng quay được. Cái tế bào á, nó làm sao mà sanh ra, làm sao mà chết. Bây giờ á, nhà khoa học á, nó cũng quay ra được. Mà cái tế bào của mình á, từ sanh tới chết á, rất là nhanh, rất là mau. Cái bộ óc mình không thể tưởng tượng, nhưng mà cái máy quay ra. Cái tánh biến chi là cái biết của Phật tánh.
Tại sao mới là chanh á? Chanh là cái biết nó đúng với thực tế. Biên là thủ biên không gian, thủ biên thời gian. Tức là cái biết của Phật Tăng nó không có chỗ nào không biết, là khắp không gian. Không có lúc nào không biết, là khắp thời gian. Người nào cũng sẵn có, cho đến tất cả chúng sinh đều sẵn có. Điều vô cái tập khi dòng tưởng chạy não ra chạy khuất mà không có hiện ra. Cho nên á, người mà bước được một chút mà dòng tưởng đó, cũng như mà Hàng Nguyệt Thề nói là cái dòng tưởng tập khi á, cũng là cái tác dụng của bộ óc là mai liền. Cái dụng của Phật Tánh á, là ánh sáng mặt trời. Nếu mà có gió thổi tan cái mây đen có một chút xíu á, thì ánh sáng mặt trời hiện trong đó, cũng như mà thổi đen một cái lỗ nhỏ thì ánh sáng mặt trời từ cái lỗ nhỏ nó hiện lên. Nếu mà thổi tan hết tất cả mây đen á, thì ánh sáng mặt trời toàn dạng hiện lên khắp không gian, khắp thời gian. Thì lúc đó đó không còn cái gì không biết nữa. Cho nên á, Thiền Tông gọi là thiền định á, đông dứt đông đoạn nghi căn á, tức là cái nghi á, cái nguồn gốc nghi là căn dứt, tức là không có cái vật gì lấy nghi nữa, tức là không có cái nào không biết nữa. Ngoài hàng xa thế giới một giấc mơ cũng biết. Vô lượng vô biên chúng sanh, có một chúng sanh nào nói một niệm gì cũng biết. Nếu mà không biết thì còn là có thiếu sót, không phải là cái biết của tên biên gì. Cũng như bây giờ ha, nói về thời gian đi ha. Thì á, bây giờ cái biết của bộ óc là ngủ mê thì không biết, chết chết thì không biết, chết rồi không biết. Còn cái biết của Phật Tánh á, thì ngủ mê cũng phải biết, chết chết cũng phải biết, chết rồi cũng phải biết. Nếu mà chết rồi không biết tức là có gián đoạn, không phải là cái biết của Phật Phật Tánh mà cũng khắp thời gian. Bây giờ á, cái biết của Phật Tánh á, đã sẵn sàng, người nào cũng có sẵn, cho đến tất cả cảm xúc gì cũng có sẵn. Là cũng như mà bây giờ á, nó hiện không ra là tại vì tập khí từ lâu rồi nó chơi khuất, nhưng mà tùy theo cái nghiệp cũng hiện lên một chút xíu. Cũng như con dơi đó, nó không có con mắt, nó bay mà không có bị đụng dắt từng đụng cái nào hết, là tại nó có da đa. Nhà khoa học đó phải học cái con dơi đó, nghiên cứu con dơi thì phát minh cái gia đa. Nhà khoa học nghiên cứu cái tinh vi của bộ óc, bởi vậy mình tạo cái nghiệp con người thì sanh ra là có cái tinh vi của bộ óc. Nhà khoa học căn cứ cái tinh vi của bộ óc thì phát minh được cái máy điện toán. Nhưng mà nhà khoa học phải là cái nào là đã có rồi, hiện hữu rồi, nhà khoa học mới căn cứ đó mới phát minh được. Nếu mà không có hiện hữu đó thì nhà khoa học không có thể phát minh cái đó. Mà nhà khoa học chỉ biết là cái bộ óc tinh vi đó, cấu tạo tinh vi rất là hay, mà căn cứ vào nó mà phát minh máy điện toán. Nhưng mà cái bộ óc tinh vi này căn cứ vào đâu mà thành lập thì nhà khoa học không biết. Ai làm ra cái bộ óc tinh vi này không biết, ai cũng không biết, chỉ có Phật thì biết. Phật nói ở trong kinh á, quý vị của con tụng mỗi ngày đó, nhất thiết vui tâm tạo, chính là cái tâm mình tạo. Tất cả đều do tâm mình tạo. Thì cái bộ óc tinh vi mà cái dùng nó rất hay cũng là do tâm mình tạo ra. Nhưng mà lại mà mình
không biết, mà lại không tin, à, cứ đi tìm ở ngoài, cứ đi tìm ở ngoài, cũng như kinh Pháp Hoa đó, ở trong áo đó có hạt châu như ý mà không biết, cứ cho mình nhào, đi ăn xin cắt nồi, được người ta chỉ ấy, hạt châu ở trong áo xong nem không nem ra dùng, lập tức là giàu sang đèn đâu có cần đi ăn xin nữa. Cái đó là thí dụ đó, mình cứ cho mình là vô mình nhìn trước, rồi á, nghèo á thì phải luân hồi trong lục đạo đó, đi đạo này đạo kia đó, cũng như mà đi cắt nơi ăn xin vậy. Nếu mà phát hiện được cái phật tánh của mình á là sẵn có đó, thì đâu có cần mà đi ăn xin, cũng khỏi bị mà luân hồi trong lục đạo chịu cái khổ mà sanh tử đó. Nhưng mà bây giờ á, người ta tin khoa học, là không tin cái chính mình đó, cái phản tác của chính mình đó, đủ được cả. Và Phật đó, thế dễ đó, Phật có nói là cái bản chất đáng thương xót đó, Phật mới dùng đủ thứ phương tiện đó, để dạy mình, để mà tha cái chắc của mình. Thì tôi ví dụ là quét ra, quét cho nó sạch, tất cả cái chắc của mình, quét cho nó sạch, thì cái năng lực thực thân trí huệ, nó hiện lên khắp không gian, khắp thời gian, xài không có hết. Bây giờ á, cái thời gian dứt hết á, quý vị á, có cái gì hỏi á, cần hỏi, bên trên dê, lưu lên. Câu hỏi của các em đi sinh trong trường. Kính bạch hòa thượng, chúng con đối với trong Phật Pháp hãy còn non yếu, những giáo lý căn bản như thập nhị nhân duyên thì chúng con có điều thắc mắc. Xin hòa thượng giảng rộng cho chúng con hiểu thế nào là duyên sinh vô ngã. Và đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, trong 12 chi nhân duyên, chi nào là quan trọng nhất? Chúng con xin lê đầu thỉnh hòa thượng Quan Hỷ giải đáp cho chúng con. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái thập nhị nhân duyên á, Bát Nhã Tâm Kinh đó, quý vị tụng mỗi ngày đó, cái khoa mà tụng kinh nào á, sao chung cũng có tụng kinh Bát Nhã đó, phải không? Thì chắc mỗi ngày đều có tụng. Cái kinh Bát Nhã đó, tha cái chân thập nhị nhân duyên đó, vô mình vô là không có đó, phải không? Không có vô mình, giặc vô mình tạm cũng không có mà vô mình hết. Bởi vậy có vô mình rồi mới có vô mình hết á, chứ không có vô mình thì lấy cái gì lấy hết. Cho nên nói là vô mình không có vô mình, giống là không có vô mình để hết lại mà hết. Rồi á, mấy cái kia đó thì nó là lực giảng á ha, mấy cái thập mùi cái nhân gian ở giữa đó thì nó dùng nải chi á để thay thế. Vô lão tử là ở trong 12 nhân gian là cái chót đó ha. Vô lão tử là không có già, không có chết, cũng không có già chết mà hết á, hết cái già chết là niết bàn đó, già chết tức tử. Nhưng mà sự thực đó
tôi cũng già rồi. Thì á, tôi cũng phải chết á, nên là tôi cũng phải chết. Tại sao mà Phật ở trong kinh nói là không có già chết? Bây giờ á, tất cả Phật tử cũng biết là tại mình vô minh mới bây giờ mới làm chúng sanh, mà Phật thì nói là không có vô minh. Tức là hết vô minh là thành Phật, cũng là hết sanh tử là niết bàn. Tại sao mà nói vậy nhưng mà sự thực thì không phải vậy. Cũng như tôi cũng già này, sau này cũng phải chết, tại sao mà Phật nói là không có già chết, ai mà tin cho nổi. Nếu mà không tin á thì mình học Phật đâu có ích lợi gì đâu, phải không? Tôi á ở trong cái cuốn Bát Nhã Tam Kinh được giải á, tôi có giải thích đó ha. Tại sao mà mình thấy sanh tử ha? Phật nó không có sanh tử mà là tại cái tâm mình ngày đêm hoạt động thì phải thấy có sanh tử. Nhưng không có sanh tử mà mình lại thấy có sanh tử. Cũng như cái thân mình xoay mãi mãi á, thì phải thấy căn nhà xoay mãi. Cái thân á, dù cũng là hết sanh tử là niết bàn. Tại sao mà nói vậy nhưng mà sự thực thì không phải vậy. Cũng như tôi cũng già này, sau này cũng phải chết, tại sao mà Phật nói là không có già chết, ai mà tin cho nổi. Nếu mà không tin á thì mình học Phật đâu có ích lợi gì đâu, phải không? Tôi á ở trong cái cuốn Bát Nhã Tam Kinh được giải á, tôi có giải thích đó ha. Tại sao mà mình thấy sanh tử ha? Phật nó không có sanh tử mà là tại cái tâm mình ngày đêm hoạt động thì phải thấy có sanh tử. Nhưng không có sanh tử mà mình lại thấy có sanh tử. Cũng như cái thân mình xoay mãi mãi á, thì phải thấy căn nhà xoay mãi. Cái thân á dụ cho cái tâm hoạt động. Cái căn nhà xoay đó dụ cho mà luân hồi, sanh tử luân hồi. Bây giờ á, mình thân mình xoay đó thì phải thấy căn nhà xoay. Bây giờ muốn căn nhà ngưng xoay thì phải làm sao? Nếu mà cái thân mình không chịu ngưng xoay á thì căn nhà nó phải xoay mãi. Bây giờ muốn căn nhà ngưng xoay á thì cái thân phải ngưng xoay. Thân ngưng xoay thì căn nhà ngưng xoay đèn. Tại căn nhà xoay là do cái thân mình xoay mà. Mà nhưng mà sự thật đó, căn nhà chứ không có xoay. Tại làm sao mà có cái dạng mà nói là ngưng xoay? Cũng như mà sanh tử giống là không có, là tại cái tâm mình hoạt động mới thành có sanh tử. Cũng theo cái mà duy thức á, cái duy thức đó thì nói là chỉ là có cái thức, do cái thức biết hiện á. Cũng như quý vị á, người nào cũng có cái kinh nghiệm á, nhắm mắt chim bao á. Cái nhắm mắt chim bao đó ở trong duy thức á gọi là độc đạo ý thức biến hiện. Độc đạo là một mình, một mình ý thức là thức thứ sau đó. Một mình thức thứ sau biến hiện cái cảnh giới
nghe mắt trình bào. Thế nào mà biến hiện cái ngăn nhắm mắt trên bao, cũng như bằng lên cái thân mình nằm trên giường, nhắm mắt lại thì ngủ. Ngủ rồi á thì chim bao thì hiện ra cái thân chim bao, cái thân chim bao thì tiếp xúc cái thế giới chim bao. Tại lúc đó nhãn nghĩ tỷ thiệt thân năng cái thức này nó ngưng hoạt động, chỉ có một mình thức thứ sau hoạt động thì mới hiện ra cái cảnh giới chìm bao, thân chìm bao, thế giới chìm bao đó. Chỉ có một mình thức thứ sau hiện ra à, cho nên mới có cái bằng độc đạo ý thức biến hiện đó. Trên thang đó cái bằng độc đạo ý thức biến hiện à. Thì á, cái thân chìm bao á tiếp xúc cái tánh, có cái thực chất của tánh, tiếp xúc cái bình, có cái thực chất của bệnh, tiếp xúc cái mặt gan, có cái thực chất của mặt gan, tiếp xúc non biết non, tiếp xúc lạnh biết lạnh, cái thân chim bao cũng biết buồn biết vui, bị người ta đánh cũng biết đau. Giả sử ở trong chim bao có một vị thiện tri thức giải thích cho người chim bao, đó là tách này không có thật, cái bình này không có thật, luôn cả cái thân của ông cũng không thật, thì cái người chim bao nó không có tin nổi. Tại sao vậy? Tại tôi tiếp xúc cái nào cũng là thật, tại sao nó không thật, ai mà tin cho nổi. Nói cái thân tôi không thật, tại sao người ta tánh tôi cũng biết đau vậy à, cũng biết vui, biết buồn vậy, tại sao mà nói là không thật, tin không được. Tin không được là tại sao? À, cũng ở trong duy thức đó, chỉ là thiếu cái tự tin thật, không có cái phần tự tin thì mình không có tin được. Bắt giao mà Phật nói à, giải thích nói là không thật mình đâu có tin được. Thì á, hiện tri thức á, ở trong chim bao nó giải thích rất là có lý, nhưng mà mình tin không nổi, tại mình tiếp xúc cái gì cũng thật mà. Tới chừng mình thức đỉnh rồi, khỏi cần hiện tri thức giải thích nữa, tự mình chứng tỏ. Hồi nãy những cái cảnh giới chim bao á, tất là bình á, cái gì không còn nữa, à, tìm không ra nữa, luôn cả cái thân chim bao cũng tìm không ra. Thì lúc đó mới chứng tỏ hồi nãy hiện tri thức nói là đều đúng hết, nhưng mà hồi mình chưa thức là không có tin nổi. Không có tin nói là tại thiếu cái thành mà tự chứng đó, cái bằng tự duy thức, cái bằng tự chứng thành đó. Thì thức đỉnh rồi đó, tức là có cái tự chứng thành rồi đó, thì mới tự mình chứng tỏ, lúc đó khỏi cần thiện tri thức. Khỏi cần thiện tri thức giải thích, mình cũng tự biết là hồi nãy những cái mà chim bao, luôn cả cái thân chim bao đều là không thật, luôn cả khắp cái thế giới chim bao đều là không có thật. Tại mình thức tỉnh thì được cái tự chứng thật á, tự mình chứng tỏ rồi. Thì bây giờ mình mở mắt là tôi đang nói, quý vị đang nghe cũng là cái kêu bằng mở mắt chim bao. Cái nhắm mắt chim bao đó thì ngủ lã nó tự thức được, tự mình chứng tỏ được. Còn cái mở mắt chim bao đó nó không bao giờ tự thức được. Nếu mà mình không tu á, nó không có thức được. À, cứ luôn hồi mãi mãi nó không có thức được. Từ thân này qua thân kia, thân châu không có biết. Nó không có thể mà thức tỉnh. Bây giờ muốn ở trong mỏ mắt chim bao thức tỉnh á, thì phải đi theo cái lời dạy của Phật mà tu. Nó mới có thể thức tỉnh được. Thì á, cái thức tỉnh đó gọi là chân tâm đó, thiền tâm gọi là chân tâm thành thật đó. Thì bây giờ á, cũng như Phật nói 12 nhân duyên á, ở trong kinh Bát Nhã đó, nó là không có thật, giống là không có, mà mình là có tin nổi.
tôi cũng không tin nữa, tại tôi cũng già rồi, cũng sau này cũng phải chết nè. Tại chưa có tự chứng Phật. Tối chừng mà mình giác ngộ rồi đó, thì mình được cái tự chứng Phật rồi đó. Chứng tỏ cái sanh tử của mình giống là cái ảo tưởng á, do cái vọng tâm tạo ra. Cái bằng vui thức biến hiện á, cái biến hiện này đó là cái bằng đồng thời ý thức biến hiện. Cái nhắm mắt chiêm bao là độc đạo ý thức biến hiện, tức là một mình thức thứ sáu biến hiện. Còn cái mỏ mắt chiêm bao đó, vui thức cái bằng đồng thời ý thức biến hiện. Tại sao cái bằng đồng thời ý thức biến hiện? Là tại á, bây giờ nhãn nghĩ tỷ thiệt thân năm cái thức này đó, nó vẫn hoạt động như thường. Thì bây giờ á, cũng như nghĩ thức nè, nó nghe được tiếng, nhưng mà nó không có biết tiếng gì, tiếng người, tiếng chim, tiếng chó, nó không biết. Phải thức thứ sao đó, cùng lên, cái bằng đồng thời đó, thì nó mới phân biệt được, cái này là tiếng người, cái kia là tiếng chim, tiếng chó, là phân biệt được tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng con nít, tiếng già, tiếng trẻ, phân biệt rõ ràng. Nếu mà chỉ có thức thứ sao thì không có nghe được tiếng lấy cái gì để phân biệt. Nếu mà chỉ có nghĩ thức thì nghe được tiếng mà không biết tiếng gì. Cho nên phải hai cái thức hợp tác đó, cái bằng đồng thời ý thức đó, hai cái thức mà đồng thời đó, một lực thì mới hiện, biết hiện được cái mỏ mắt chim bao bây giờ đó. Nhưng mà bây giờ mình lan ở trong mỏ mắt chim bao, hoặc ở trong bát nhã là kinh bát nhã đó ha, nó vô mình, vô lão tử, tức là cái nào cũng là vô, nó không phải là nói nè vô ngũ uẩn nè, sắc thọ tưởng hành thức nè ha, vô lục căn nè, nhãn nghĩa tỷ thành thân ý nè, vô lục trần nè, sắc tinh hương vị xuất pháp nè, cho đến vô tứ diệu đế, khổ tập trật đạo. Cái nào cũng vô hết á. Và cho đến á, phải xa rìa đen não mộng tưởng, cố kính nét bàn cũng xa rìa luôn. Tại sao vậy? Tại những cái này đều là vô cái chim bao mới có. Nó không có thật. Bây giờ á, muốn thức tỉnh á, thì phải xa rìa đó. Thì mới mà thức tỉnh được. Thức tỉnh rồi đó thì mới có được cái tự chứng thành đó, chứng tỏ. Bây giờ chưa có cái tự chứng thành đó, thật nói có lý gì đó. Mình nói là mình tin thật, nhưng mà sự thật mình chưa tin, chưa có tin được. Tại mình còn thiếu cái tự chứng thành. Cái kỳ thèm thác dần rồi có người hỏi á, cái bằng chứng tự chứng thành á, cái chứng tự chứng thành á, thì thiền tông nó thực có đó, tức là thiền tông gọi là truyền tâm ứng đó. Tức là cái người này đó đã chứng tâm rồi, thì tự mình đã tự chứng được á. Nhưng mà cái ngộ này, cái chứng này đó, không biết đúng hay không đúng. Không biết đúng hay không đúng. Phải có thầy tổ cũng như mà thiền tông á, mỗi rồi đều lập ra một cái tổ, một tổ sư. Cũng như sơ tổ là Ma Ca Diếp ở Ấn Độ đó ha, rồi á nhị tổ là Tôn giả A Nan, tăng tổ là Thân Na Hòa Tu. Nó không phải là một đời chỉ truyền một người, nó nhiều người chán tánh, nhưng mà là một người làm tổ để làm tiêu chuẩn. Cũng như mà lễ làm để ứng chứng cái đời sau này. Ở trong vui thức cơ bằng chứng tự chứng thành đó.
tự chứng thần á, người tự chứng chưa biết mà chứng nó tung hồng, nó thấy hồng thì á, cái tổ mà kiến tánh chặt rẽ đó ha, thì có thể ưng chứng cái người mà được cái tự chứng thần nó tung hay không, cái bậc chứng tự chứng thần. Bây giờ á, quý vị á, mặc dầu mà tụng kinh, mặc dầu ở trong Bát Nhã Tam Kinh, nó những cái cũng như thành nghiệm nhân gian nó vừa hỏi đó, nói là không có thật, cái vô đó là vô thật, chứ không phải là không có, tức là chim bao không phải là không có chim bao, nhưng mà cái vật chim bao không có thật. Cái vật chim bao không có thật nhưng mà mình chắc là thật. Cũng như bây giờ á, cái nhắm mắt chim bao á, thì tại lão có thức tỉnh rồi, lão có tự chứng thần rồi, thì nhìn nhận cái đó là chim bao, không có thật. Ai cũng nhìn nhận được. Còn cái mỏ mắt chim bao á, thì người ta cho là thật. Cái nhắm mắt mới là không thật, còn cái mỏ mắt chim bao này đó, thật nói là không có thật nhưng mà ai cũng cho là thật, luôn cả Phật tử, luôn cả mà Pháp Sư giảng kinh, thuyết pháp cũng cho là thật. Tại chưa có cái tự chứng thật. Thì không có tin nổi. Không có tin nổi thì phải cho là thật chứ. Nhưng mà sự thật á, nhắm mắt chim bao là một cái thức biến hiện, mở mắt chim bao là hai cái thức cùng biến hiện. Hai cái thức cũng là tam, một cái thức cũng là tam. Cho nên Phật nói là tất cả như tam tạo, đều là tam tạo thôi. Tam tạo thì không có thật, nếu mà thật thì khỏi cần tam tạo, thấy không? Nhưng mà bây giờ á, tại người thiếu cái tự chứng Phật, không có tin nổi, thì Phật mới dạy mình tu để mình tự chứng. Để mình tự chứng. Thì bây giờ á, quý vị học á, giờ học cũng phải giờ tu, sau này mới tự chứng được. Vì sao Tổ Đạt Ma quải trên vai một chiếc dài mà không quải hai chiếc? Cái này đó, ở trong thiền tông á, cũng có một cái công án đó. Tổ Đạt Ma qua Trung Quốc. Tổ Đạt Ma là cái tổ thứ 28 của Ấn Độ, là qua Trung Quốc á, làm sơ tổ Trung Quốc, rồi mới truyền cho người Trung Quốc. Nhị tổ là Huệ Khả, tam tổ Tăng Sanh, tư tổ Đạo Tinh, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, cho đến lục tổ Huệ Năng đó. Cái tiên tam của Huệ Năng đó, thì không những mà Phật tử biết á, nhiều người mà không phải Phật tử cũng biết, và khắp thế giới á, tôi đi nước ngoài đó, khắp thế giới cũng nhiều người biết cái tên của lục tổ đó. Mà cái tổ nói về cái chuyện của Tổ Đạt Ma á, Tổ Đạt Ma qua Trung Quốc hoặc cái tổ sư thiền là Lão Tiên đó nha. Các người mà lăng học giáo môn đó nha, học thiền giáo môn mà chạy qua để mà học cái tổ sư thiền đó, của Tổ Đạt Ma dạy đó nha, thì người ta mặc vào đó là pháp sư ha, danh tiếng, nhưng mà phải cái sắc đó, cái tập khí á, từ lâu rồi cũng có cái ngã sắc là tốt kỹ á. Mà Tổ Đạt Ma bị đào độc 5 lần không có chết,
nó cũng uống vô mà không có chết. Đem cái thuốc đó đó đổ trong cái tảng đá đó, tan đó, nét nước ra đèn, rất là đỏ. Nhưng mà tổ tạc ma là lá chán tánh chật rễ, là sinh tử tự do, uống vô nó không có gì hết. Bởi vậy nhất thiết vô tam tạo, tổ nó đâu có tạo nữa, thì cũng không chết. Rồi tối trình được nghị tổ rồi đó, tức là truyền pháp cho nghị tổ Huệ Khả rồi, thì cái nhiệm vụ đã xong. Thì cái lần thứ sau á, nó môi cho chung rộng chết. Thì chết á, thì người ta đem chung chỗ mà cái núi kia bằng Hùng Nhĩ đó, Hùng Nhĩ á. Thì á, lúc đó là ở cái thời đại là thời Nguội á, thì cái sứ giả của Doa đi cũng như mà đi Ấn Độ, đi về về tới biên giới thì thấy tổ Đạt Ma, tức là cũng như cái tượng mà giác cây, một cái cây á, giác dài á, cái sứ giả là sứ thần đó kêu bằng họ tông nó tông dân vậy đó. Ê đại sư đi đâu vậy? Nói tôi đi về Tây Phương, tức là về Ấn Độ á. Thì đi về đó, đòi tu với Doa, nói là ở giữa đường đó gặp Tổ Đạt Ma thì về Ấn Độ. Nói ế, con đã chết rồi, đã trung ở trong mà núi Hùng Nhĩ rồi, tại sao mà còn đi về được? Rồi kêu là người ta đào mã ra coi. Thì đào mã ra đó, thì cái hồn đó ở trong trống rỗng, chỉ có một chân dài. Tức là nó chỉ lưu lại một chân dài á, để cho mà để bị cho Trung Quốc đó kỷ niệm, rồi một chân đem về Ấn Độ. Thì cái chuyện tích đó, nói như vậy á, không biết phải à, không phải á, là để một chắc để cho mà người Trung Quốc là lấy kỷ niệm. Mà chắc dài đó thì ở tổng đam sau này đó, không biết là chuyện đi chuyện lại, không biết mắc ở chỗ nào rồi. Và pháp chấp, và muốn phá nhã chấp với pháp chấp, chúng con nên hành trì như thế nào? Cái nhã chấp á là cái thân ngũ uẩn nè, cái thân ngũ uẩn này đó là do ngũ uẩn á nó hợp thành á, ngũ uẩn quý vị cũng biết á, sắc thọ tưởng hành thức á, sắc là vật chất đó nha. Còn thọ tưởng hành thức đó là thuộc về tinh thần nha. Ở trong Bát Nhã Tam Kinh á, nó vô ngũ uẩn, tức là ngũ uẩn không có thật. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là lục căn không có thật. Lục căn là do có ngũ uẩn rồi nó có lục căn. Thì lục căn tiếp xúc lục trần sanh ra lục thất đều không có thật. Nghĩa là tất cả do bộ óc mình nhận biết được đều không có thật. Đều do cái thức nó biến hiện ra thôi. Nhưng mà tại á, cái tánh mình đó quên tập từ vô thủy á, chắc cho là thật. Do cái chất thật đó thì môi có biến hiện cái thân ngũ uẩn.
biến hiện cái thân ngũ uẩn này đó, ở trong Phật pháp gọi là chân tao á, vũ trụ dạng vật đó, để hiện cho cái thân này dùng đó gọi là y bao đó. Nhưng mà tất cả đều chỉ là cái tam biến hiện, cái mà vũ trụ nó không có thật. Nhưng mà bây giờ á, mình chưa, hồi nãy tôi mới vừa nói chưa có được cái tự chứng thẳng đó, thì cứ cho là thật. Phật giải thích rất là kỹ càng, mà giải thích ở trong kinh Cửu Lăng Nghiêm á. Quý vị mà nếu mà có xem kinh Cửu Lăng Nghiêm á thì sẽ được biết á. Bây giờ á, cái kỳ trước tôi về Việt Nam đó, in 3,000 cuốn á, gần hết rồi. Bây giờ mỗi lại là mấy bữa trước mới in thêm 5,000 cuốn nữa. Thì á, quý vị nếu mà có dịp á ha, thì xem á, ở trong là kinh Lăng Nghiêm đó, Phật giải thích rất là kỹ càng. Từ cái thân ngũ uẩn ha, mỗi uẩn giải thích, cho nên lục căn đó, mỗi căn giải thích, lục thức lục trần, mỗi trần giải thích, lục thức mỗi thức giải thích, tức là lục căn, lục trần, lục thức gọi là thập bát giới đó. Lục căn, lục trần thì là kêu bằng thập nhị xứ á, thập nhị xứ, thập bát giới, thập là giải thích rất là kỹ nha. Thì là không thật, đều là không thật. Bây giờ á, mình muốn phá cái nhân ngã chấp đó, cái ngã ngũ uẩn này đó, chỉ cần thấu rõ tất cả đều là không thật mới phá được. Nhưng mà bây giờ mình thiếu cái tự chứng thật, mặc dù Phật nói là không thật mình cũng không tin. Thì không tin á thì làm sao phá được, cho nên người chứng quả rồi đó nó mới phá được, cũng như chứng quả A La Hán thì phá được nhân ngã chấp. Phá được nhân ngã chấp thì họ không có cái thân mà đi luân hồi nữa, nó mới thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, cái bằng thành luận sanh tử đó. Nhưng mà còn cái bằng biến thì sanh tử chưa có dứt, nó còn phải tiến lên nữa. Mà bây giờ á, nếu mà muốn phá cái nhân ngã chấp này đó thì Phật chỉ dạy mình là phải tu á, phải tu. Bây giờ biết nó không thật nhưng mà không có tin, thiếu cái tự tính phạm nó không có tin nổi. Cho nên phải tu, phải tự tu, tự chứng. Tới tự chứng rồi đó thì được cái tự tính phạm là không tin cũng phải tin rồi. Không tin cũng phải tin. Cho nên mình phải tu, tu tới mình chứng được cái tự tính phạm rồi đó. Thì mỗi lần chặt lẽ mà tha được cái những ngã chấp. Nhưng mà bậc A La Hán á, nó tha được cái nhân ngã chấp, nhưng mà còn cái pháp ngã chấp. Pháp ngã chấp là chấp cái gì? Chấp cái niết bàn là ta chứng. Tức là lìa được cái nhân ngã chấp, nhưng mà trở lại, tức là ngũ uẩn ngã là đoạn vật ha. Đè được lại chấp vào cái nếp bàn ngã, nó nếp bàn vô ta chứng, thì cũng là ngã vậy. Chủ nó nếp bàn, chủ nó nếp bàn của mình chứng, tức là còn chấp cái pháp đó, cái bàn pháp ngã, cũng như mà bỏ cái ngũ uẩn ngã lại chấp cái nếp bàn ngã, thì vốn là ngã. Bắt qua cái nếp bàn ngã đó thì nó vi tế hơn,
ha. Nhưng mà cái người mà tu tiểu thừa thì không nhìn nhận, à, không nhìn nhận cái nét mặt ngã ha. Nó cái thấp đó đó là chân thật. Nhưng mà Phật thì biết đó, tất cả pháp không có cái nào chân thật, đều là do cái tương đối đó mới sanh khỏi, do tương đối mới sanh khỏi. Sự thật đó là không có cái nào chân thật. Cái từ nay hồi nãy tôi nói là cái vô chủ đó, nếu mà chấp cái niết bàn ngã thì còn chủ nó niết bàn. Chủ nói niết bàn là đánh mắt cái chủ của tự tánh, của thằng tánh. Cho nên á, tới chừng mà A-la-hán á, tức là đã chứng quả A-la-hán rồi đó, thì Phật nói phải bỏ A-la-hán, chán định tại tại thừa. Mà những người mà còn chấp cái A-la-hán đó, thì Phật của là tiêu nha bài chủng, tức là cái hạt giống là cháy rồi, không có làm giống được nữa. Tức là hạt loa là bị cháy thì không được làm giống nữa. Cho nên Phật là của cái mà tiểu thừ đó, trong cái tháp á, niết bàn gọi là tiêu nha bài chủng đó. Thì á, nhân ngã là chấp cái thân ngũ quẩn, thân ngã là chấp cái pháp sở chứng. Thêm cái câu sau là xin thầy hướng dẫn cho các em cái phương cách nào để có thể phá vỡ được cái ngã chấp và cái bất chấp để tiến tu trên đường giải thoát. Cái thật á, dạy cái đó đó thì nhiều lắm ha, kêu bằng 84.000 pháp môn á, thì tới cuối cùng đó đều phá được cái những ngã chấp và pháp ngã chấp. Bây giờ á, tôi không có rằng cái cuốn mà Đại thừa tịch đối luận của Ngài Nguyệt Thề đó, nó có cái biểu đồ, có ai đem theo không á? Có cái biểu đồ á, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và tối thượng thừa. Cái cách tu á, cũng như tiểu thừa á, thì tu cái thiền á, cái bằng ngũ định tam quán á, tam thứ thiền quán, cũng như mà quán sở tức, quán bất tịnh, quán nhân duyên, quán lục thức. Nhưng mà bây giờ á, thằng nhiều á chỉ là quán cái sở tức nhiều hơn, nhiều nhất, rồi có một số ít là quán cái bằng bất tịnh á, còn ba cái quán kia ít người ta mà thực hành. Còn trung thừa thì quán thập nhị nhân duyên á, từ vô minh cho đến đạo tử đó, quán không có cái nào thật á, thì cái nào cũng vậy á, tiểu thừa cũng vậy, đại thừa thì tu cái lục độ vạn hạnh á, lục độ là sa ba la mật á, phu thi chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ đó, là cái cách tu của đại thừa. Còn á, nói tới thượng thừa là thanh thoại đạo, là tham thoại đạo, cũng như mà
tụi con đem theo á, cái cuốn mà đừng nói thực hành tham tố sự thiện đó, là dạy cái tham thoại lắm. Bây giờ á, nếu mà nói hết á thì nhiều lắm. Bây giờ tôi là người hoàn tố sự thiện, thì bây giờ tôi chỉ nói về cái tố sự thiện đó, rất là đơn giản nha. Tất cả thiền kia đó, từ tiểu thừa cho đến đại thừa đó, đều là dùng cách biết để tu. Nó phức tạp, nó khó hơn. Chỉ dùng cách biết á, thì biết vui là bị vui lôi kéo. Biết sung sướng là bị cái sung sướng lôi kéo. Còn á, cái tổ sư thiền là dùng cái không biết để tu. Tức là không biết vui thì không bị cái vui ảnh hưởng, không chủ chỗ vui. Không biết buồn thì không bị cái buồn ảnh hưởng, không chủ chỗ buồn. Thì nó dễ tu hơn, dùng cái không biết để tu. Thì thiền tông á là chú trọng thứ nghi đó, cái tình trạng nghi gọi là nghi tịnh. Tu tố sư thiền chỉ chú trọng giữ được cái nghi tịnh. Là muốn giữ cái nghi tịnh đó, bây giờ á thì phải nhờ công an thoại đạo. Bây giờ thế nào gọi là thoại đạo? Thoại là lời nói, đào là đào tiên rồi nói, tức là chưa có câu thoại. Bây giờ gọi là thoại đào. Cũng theo như Ngài Hư Dương giải thích đó, khi mà mình muốn nói một lời nói thì phải nói niệm rồi mới nói ra miệng. Khi mà mình chưa nói niệm muốn nói cái lời nói này mới được gọi là thoại đào. Nếu là nói niệm muốn nói mặc dù chưa nói ra miệng cũng gọi là thoại chỉ, tức là lui rồi, chứ không phải là đào. Nói thoại đào là chưa có câu thoại, chưa có nỗi niệm muốn nói nữa, mới được gọi là thoại đào. Thì thiền tông có hai cách đó để thực hành, gọi là khang thoại đào và tham thoại đào. Khác là nghìn. Thoại đạo là chỗ một niệm chưa sanh khỏi, chưa có nỗi niệm gì hết đó, mới gọi là thoại đạo đó. Cũng gọi là vô thủy vô minh, cũng gọi là đào xào trăm thước đó, có người dịch là đào xào trăm trượng đó. Thì chỗ đó đó, mình cứ nhìn ngay chỗ mà thoại đạo là chỗ chưa có một niệm nào hết, mà không hiểu không biết, bởi vì có niệm nói mới biết. Bây giờ niệm chưa có nói lên, không biết là cái gì, cái không biết gọi là nghi tịnh đó. Mà nghìn nó không phải dùng con mắt nghìn, là dùng cái tăng nghìn. Nó đúng là dùng cái tăng thế để nghìn. Chỗ đó đó gọi là thoại đạo. Mà giờ nghìn á, giờ hỏi câu thoại, cũng như khi chưa có trời lát ta là cái gì không biết. Không biết tức là nghi tịnh. Cái câu thoại hỏi thì lễ kích thích sanh khỏi cái nghi tịnh. Con nghìn á thì giữ cái nghi tịnh cho cái nghi tịnh kéo dài. Mà nghìn với hỏi là đồng thời, chứ không phải là có trước sau. Không phải là có trước sau, giờ nghìn giờ hỏi. Rồi cũng có người nói vậy làm sao được. Một người chỉ có một cái tâm. Bây giờ á, một cái tâm để nhìn, một cái tâm để hỏi, đồng thời đâu có dùng hai tâm được. Thấy không? Thì á, cái thoại đào cũng không có hình tướng. Làm sao mà để giảng tả, mà dùng cái tâm nhìn, dùng cái tâm hỏi, tâm cũng không có hình tướng số lượng, làm sao mà nói cho mà hiểu được. Thì bây giờ á, tôi phải dùng
cái có hình tướng, lễ hiển bài cái không có hình tướng thì người ta mới dễ hiểu nha. Cho nên á, tôi phải này, cái đồng hồ nó có cái kim giơ nha. Ví dụ lấy cái kim giơ để thí dụ cái thoại đạo nha. Kim giơ nó nhảy không có gián đoạn, nhảy hoài đó, nhảy một cái là một giây, nhảy một cái mà một giây nha. Bây giờ Khoan nói là dùng con tâm nhìn, bây giờ dùng cái con mắt nhìn. Con mắt nhìn cái kim gió ngảy cũng không có ngực, kim gió cũng là ngảy mà không có ngực. Tâm hỏi tức là cái miệng hỏi. Bây giờ không có, sư có nói tên tâm nó dùng cái miệng. Cái miệng thì hỏi sư có trời đất ta là cái gì, sư có trời đất ta là cái gì, hay là hỏi sư có kim gió là cái gì. Mắt nhìn kim gió không có gián đoạn, kim gió nhảy cũng không có gián đoạn, miệng hỏi kim gió cũng không có gián đoạn, ba cái đều không có gián đoạn, phải là một lực không? Thấy không? Không có trước sau. Thấy không? Con mắt nhìn kim gió nhảy với miệng hỏi, ba cái đều không có gián đoạn, không có gián đoạn thì là một lực. Không có trước, không có cái nào trước cái nào sau, cho nên nó một tam cũng không được, nó hai tam cũng không được, là sự thực nó là giống là như vậy. Mình cứ nhìn và hỏi để giữ cái nghi tình. Thì nếu mà giữ được cái nghi tình đó thì á, cái tập khí phiền não nó nổi lên không được. Thì tôi nói là cái sỏi automatic đó thì cũng như vua lớn đó hỏi tam cái mai đen đó. Hồi nãy tôi thí dụ đó, cái vọng tưởng tác dụng của bộ óc đó là cái mai đen, cái phật sáng đó, cái ánh sáng đó, là thí dụ cái ánh sáng mặt trời đó, thải tăng mai đen á có một chút cái ánh sáng lẹ nhạt lên một chút. Thổi tan hết cái mai đen thì ánh sáng nhận lên. Cái ngã chấp, tham chấp đều do cái tâm tạo ra mà, tức là cái bộ óc. Ví dụ á, thổi hết cái mai đen đó thì tất cả tác dụng của bộ óc đều thổi sạch. Thì á, nhưng ngã chấp cũng tha, tham ngã chấp cũng tha, cho đến không chắc cũng tha, tức là chắc không đó. Bị á, thường thường ở trong giác không cũng có dạng ba cái không á. Ban đầu đó thì không cái nhưng ngã chắc, rồi á nhưng ngã chắc không rồi đó thì hãy không cái tham ngã chắc. Thấp ngã chấp không, tức là nhân ngã chấp không, thấp ngã chấp không thì lọt vào chỗ không. Còn cái không đó thì cuối cùng phải không cái không đó. Tức là tha cái chấp không đó thì mới đặt lên tới chỗ mà chân tâm thành thật đó. Nếu mà chỉ tha nhưng ngã chấp, chỉ tha tham ngã chấp, không lọt vào cái không chấp đó. Đó, tại dùng cái không để tha nha. Cái sở tha thì bị tha rồi, nhưng mà cái năng tha đó, cái không đó còn đó. Cho nên cuối cùng thì phải năng sở đều tha hết nha, thì mới đặt lên tới chỗ mà chân thành bạn đó. Thì tất cả pháp môn á đều phải dùng cái thiền nha. Cái thiền mà dùng cái biết để tu là kêu bằng cái thiền quán tưởng. Còn cái tổ sư thiền đó là dùng cái không biết để tu đó, gọi là người ta có gọi là thiền thoại đạo, thiền công pháp. Xin có điều gì muốn hỏi mẹ?
đừng nói lớn lớn. Đây, vị tinh chú đây. Quý chư vị tăng ni cũng như các cơ vị ni sinh và quý Phật tử có điều chi cần hỏi xin. Trong lúc con tọa thiền tập trung tư tưởng thì con nghe rất rõ những âm thanh khác như tiếng quế kêu và có khi những tiếng động như là tiếng chuột, thì tất cả những tiếng động này làm cho con giật mình. Ngay lúc đó con bị nghẹt thở. Như vậy là con dùng cách chi để điều trị? Em đau đó. Cái mà cô vừa hỏi đó là dùng cái biết để tu á ha, thì mới nghe cái tiếng ở ngoài á ha. Thì á tôi nói đó là bị cái ngoại cảnh nó lôi kéo á ha, dính mắc cái ngoại cảnh ha, làm cho cái sự tu của mình á nó bị chướng ngại á. Nó không những mà bị chướng ngại á, nó còn có thể mà mình tạo thêm cái nghiệp nữa. Quý vị có biết cái cái mà công án của mà quốc đạo Nam Thất á, nó là sau này nó được sanh cái cõi trời cao nhất đó, phi tưởng phi phi tưởng đó. Cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, cái thọ mạng là tam muôn đại kiếp. Tam muôn đại kiếp á mà đều ở trong thiền định. Mà tám môn đại kiếp á, cái thời gian đó thật là dài, nó khó mà tin nữa ha. Một đại kiếp á là 4 trung kiếp, một trung kiếp là 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là hơn 16 triệu năm ha. Mình bây giờ sống 100 năm là nói là dài quá rồi đó ha, tuổi cao quá rồi. Còn á, cõi trời đó cao nhất là cái bằng phi tưởng phi phi tưởng đó, tôi tam muôn đại kiếp. Mà tam muôn đại kiếp đều ở trong định. Bây giờ người ta được nhập định một ngày nửa ngày cha mừng qua ha. Mà quốc đạo Nam Bắc nhập định được tam muôn đại kiếp mà cũng còn phải đọa con trùng bay, tức là súc sinh đó. Là tại sao? Cũng là tại là lúc mà ngồi thiền đó, nghe cái tiếng động á. Lúc mà ở trong giường một mình ngồi gốc cây à, thì á, nghe các con chim á, kêu á, ha, làm cái tiếng động làm cho, tức là nhiễu loạn cái thiền định của ông. Mà ở bờ sông á, ha, thì con cá nó ở dưới sông đó nhảy động động đó, thì cũng làm cho nhiễu loạn cái thiền định của ông. Thì ông á, chỉ là phát lên cái mà sân á, sau này tôi sẽ làm con trùng bay vào nước ăn cá, vào giọng ăn chim. Nhưng mà nó nổi lên chút xíu là nó hết rồi, nó quên. Nhưng mà nó đã giao cái nhân á, sau này á mãn tám môn đại kiếp rồi nó cũng đọa xuống đầu thai thành công trùng bay.
thì nó tu cũng là khổ công lắm mới được mà nhập định tới tám môn đại kiếp ba nha, mà vẫn là không có ít lợi à, vẫn là phải đọa mà súc sinh. Mà đọa súc sinh mà nếu mà vào nước ăn cá, vào rừng ăn chim á thì tạo thêm nghiệp nữa, sau này cũng còn phải tiếp tục mà luân hồi thành con chim, thành con thú, thành con cá. Thì cái tu đó nó uổng quá, tu nó uổng quá. Mà bây giờ các pháp môn tổ sư thiền đó là dùng cái không biết để tu, đem ồn ào gì cũng không biết. Ở chỗ nào á ồn ào cũng như ở chỗ gian đạm, chỗ gian đạm không biết gian đạm, chỗ ồn ào không biết ồn ào. Thì cũng như ngài Lai Quả nói đó, ngài Lai Quả là người kén tăng mà mới tịch năm 1953 đó, mà hồi năm ngoái đó, tôi cũng có lợi chỗ mà chỗ ngoài ngài Lai Quả chọa cầm măng họ một tháng đó. Thì ngài Lai Quả nói nè, bây giờ hành giả thanh thiền đó động á cũng không có động tới mình, tỉnh á cũng không có tỉnh tới mình, không bị cái động tỉnh nó lôi kéo, mà lại á sư tổ á dạy mình mà tập thanh thiền ha, cũng như mà ở trong rừng đó thực hành tâm tổ sư thiền ha, đừng có mà ham ở trong gián loạn ngồi một mình mà tham. Phải là ở trong lao động, tức là bất cứ chỗ nào cũng tham được mới được. Thì theo cái hiểu biết thói quen của người hành giả thì ở chỗ gián loạn thì dễ, cũng như bây giờ tôi thí dụ dễ nhìn vào cửa tức là dễ mà định. Còn ở chỗ náo nhiệt thì khó, chỗ ồn ào thì khó, cũng như ở trong hoàn cảnh mà định thì 3 tháng được vào cửa, còn ở chỗ mà náo động ồn ào thì 3 năm mới được vào cửa. Tức là khó hơn 10 lần vậy. Nhưng mà 3 tháng vào cửa thì 300 năm không được chân tánh. Tại sao vậy? Tại chỗ gian đạn mà ngồi thì có, đứng dậy là không có, ngồi xuống mới có thiền, đứng dậy là hết rồi, không có thiền. Hay là chỗ nam động mà không có. Còn á cái người mà 3 năm mới vào cửa mà 4 năm chân tánh, tại á nó ở chỗ nào cũng thiền được, chỗ nam động mà cũng thiền, chỗ mà gian tịnh cũng thiền, cũng như mà lục tổ nói ở trong Tam Bảo Đàng đó, cái định của lục tổ nói đó, cầm dao kiếm đi ra trận cũng thiền. Cái bằng na già định đó, cái bằng đại định, không có xuất nhập, lúc nào cũng là thiền. Nếu mà cái thiền mà bị cái ngoại cảnh lôi kéo đó thì nó rất là khó, mà cho đến những nhiều quốc đạo năm phát á còn phải rõ nữa.
thì bây giờ á, tại cái tập khí của mình đó nha, mắt thấy tai nghe nha, thì nó mờ cho mình, cho nên á, cái thiền tiểu thừa đó là muốn dẹp cái độc căn đó nha. Ngài Nguyệt Khê nó có cái ví dụ nha. Cái gì mà tất cả cái chấp đó, sanh tử luân hồi đó, ở trong Phật giáo nói là sanh tử là vật đơn đó, tiếng Hán kêu bằng sanh tử sự tại đó, sanh tử là vật đơn. Tại sao nói sanh tử là vật đơn? Là tại tất cả cái gì đó đều do sanh tử mà có. À, nếu không có sanh tử thì tôi bây giờ cũng khỏi cần nói chuyện với quý vị nữa. Tất cả đều do cái sanh tử mà có, cho nên nó sanh tử là vật đơn. Bây giờ á, mình muốn giải quyết cái vấn đề sanh tử á, thì phải giải quyết từ chỗ nguồn gốc. Cũng như Bát Nhã Tâm Kinh nó giống là không có sanh tử. Nếu mà đã thấu rõ không có sanh tử thì đâu có cần là mà tha nhân ngã chấp, thắc ngã chấp, không chấp nha. Cho nên thiền tông là rất là giản dị đó. Cái tất cả các pháp môn kia đó, cũng như muốn cái cây đó chết thì men nhân hay la, hay hết la rồi đó, thì thấy cái cây giống như là cây chết vậy. Nhưng mà ít bữa nó mọc lá lên á, nó cũng xong như cũ. Còn thiền tông á thì không phải vậy, cũng như chứng đạo ca ha, nói cái hay đa đó không được ha. Nói cái mà trực đặt căn nguyên á, mới là vô pháp cấm khả đó. Cái là mà trực đặt căn nguyên thật sổ ưng đó, tức là nhổ một cái mọc luôn gốc luôn dễ, nhổ rành cây thì khỏi cần hay la hết bữa, la nó tự kho tự dụng. Bây giờ mắt con tự la nhớ hai hoài á, hai tới hết chừng la, nhưng mà hết bữa nó cũng mọc lên lại y như cũ. Thiền tông là không làm vậy, nhớ một cái mọc thì á khỏi cần hai, hết bữa nó tự kho tự dụng. Cho nên á, Phật truyền cái pháp môn này đó gọi là cái pháp thiền trực tiếp đó. Nói giao ngoại biệt truyền, bắt lập gian tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tại sao gọi là giao ngoại biệt truyền? Giao là giao điện, truyền giao ngoài giao môn, ngoài giao điện, đặc biệt truyền các pháp môn này. Tại sao nói là bắt lập văn tự? Bắt lập văn tự không phải là thế bỏ văn tự, là khỏi cần qua cái văn tự rồi nói, để cho người hành giả mà trực tiếp ngộ nhập, chỉ cái tâm của mình, cái tâm của con người, tức là Phật, chỉ cần phát hiện cái tâm của mình gọi là hiện tánh thành Phật. Rất là rất đơn giản. Mà dùng cái con biết để tu á thì nó dễ. Bây giờ tôi nói cái vật cụ thể á, để chứng tỏ. Hồi năm kia tôi đi Canada, thì có chừng 10 Phật tử đi theo, trong đó có một đứa bé con 3 tuổi. Thì những người đi theo tôi đó đều là hành giả tham thiền, luôn cả đứa bé 3 tuổi cũng là hành giả tham thiền. Nó là mà
có tham thiện mai tham đó. Mà tôi thì không tin nó là biết tham thiện yeah. Lên tới cái thành phố Toronto là cái thành phố lớn nhất Canada yeah. Thì trong thành phố đó có cái quán khoa học, triển lãm khoa học. Ở trong đó có cái máy liên toán mà về cái bộ óc đó. Cái bộ óc mình hoạt động á thì nó hiện trên máy, dùng cái đèn đó hiện trên máy để biểu thị. Nó cũng có cái bàn nhỏ, cũng có cái ghế để mình ngồi trên ghế đó. Cái tay á nó có cái chỗ mà để cho mình đè cái tay á. Cái tay mình đè lên á thì cái đèn nó sáng. Cái máy đó nó chia làm 30 máy khác. Thì cái đèn sáng là nó ở trên. Ở trên là tại cái bộ óc mình hoạt động nhiều quá yeah. Nó suy nghĩ nhiều thì cái đèn nó hiện trên à. Nếu mà mình bớt suy nghĩ thì cái đèn nó xuống. Thì những người hành giả tham thiền đó, cái tay để trên cái máy đó ha, thì cái đèn là bực sáng đèn á thì nhảy trên cái đề có thoại đạo á ha, thì á cái đèn từ ở trên xuống tới dưới tắt đèn luôn. Rồi á thường á tôi nói đó, cái thanh thiền là phải 6-7 tuổi sắp lên mới biết thanh thiền á. Tôi cũng không tên là thằng nhỏ 3 tuổi mà biết thanh thiền, nhưng mà bây giờ sáng dịp đó tôi thử coi thì á hiện thiên phước chúng con có phước duyên được trên hòa thượng thì từ Quan Lâm về đây ban bố cho chúng con pháp nhũ. Chúng con trước hết là xin đại lao cho sư bà giám viện, và chúng con xin thay mặt cho toàn thể ni chúng của ni viện thành kính cảm niệm ơn đức nơi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin các em hương đăng cho ba ngồi trống chuông cổ để thỉnh thầy trở về sân trường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử mẹ. Cho cả. Lên xe. Lên xe đi.